Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Lâm Đồng thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cần ứng dụng công nghệ mới trong kiểm định an toàn đập. Huấn luyện robot các kỹ năng thao tác tương tự con người bằng trí tuệ nhân tạo. Giáo dục Lâm Đồng hướng đến thành phố thông minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 1 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là hội nghị quan trọng để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời đề ra giải pháp định hướng tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tạo tiền đề hoàn thành tốt mục tiêu cho cả nhiệm kỳ. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các ban ngành và địa phương trong tỉnh. Niềm tin mới, phát triển mới, chen lẫn với thách thức cũ và có bước đột phá là nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh trong phần phát biểu khai mạc tại hội nghị. Khẳng định đây là vấn đề được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặt ra cho Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong chương trình làm việc mới đây. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, bên cạnh tổ chức đánh giá lại kết quả nửa nhiệm kỳ qua, chúng ta phải nhìn nhận cụ thể những mặt ưu điểm, hạn chế, xây dựng giải pháp để phát triển, thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra. Tự hào phấn khởi trước những kết quả đạt được thì chúng ta không khỏi băn khoăn, trăn trở bởi sự phát triển đó so với yêu cầu, tiềm năng và khả năng của chúng ta thì còn có một cái khoảng cách dư địa trên cả ba lĩnh vực thì còn rất lớn. Thủ tướng Chính phủ tại cái buổi làm việc của chúng ta đã nêu cái chủ đề và theo ý kiến của tập thể thường trực thì đó là những cái đánh giá của Thủ tướng và đồng thời cũng là cái ý kiến của người đứng đầu giao trọng trách cho đảng bộ của chúng ta cần phải suy nghĩ và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Cái chủ đề Thủ tướng nêu là Lâm Đồng niềm tin mới, phát triển mới chen lẫn với những thách thức cũ và cần phải có bước đột phá. Để triển khai thực hiện tốt các cái nhiệm vụ còn lại của hơn 2 năm tới, các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị các đồng chí tập trung chúng ta thảo luận đi sâu đánh giá những kết quả đã được, tìm ra nguyên nhân của tồn tại, khuyết điểm để chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm để ra giải pháp khắc phục, phấn đấu trong thời gian tới, phấn đấu để thắng lợi hoàn thành toàn diện các mục tiêu, các nhiệm vụ, tạo lên một cái khí thế mới, một cái cách làm mới để chúng ta quyết tâm cao thực hiện tổ chức thắng lợi cái nghị quyết đại hội 10 đã đề ra. Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong nửa nhiệm kỳ qua của tỉnh. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô chất lượng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm 2016-2018 đạt 8,3%, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Đến nay có 13 trên 19 chỉ tiêu cơ bản đạt khá. Riêng tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt gần 5%, giá trị ước đạt 173 triệu đồng một hecta một năm. Thương hiệu nông sản Lâm Đồng như cà phê Arabica, sản phẩm rau hoa, du lịch canh nông từng bước được khẳng định. Đặc biệt, nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển với diện tích hơn 52.000 hecta, tăng gần 10.000 hecta so với đầu nhiệm kỳ. Các lĩnh vực khác như công nghiệp nửa nhiệm kỳ tăng 8,6%, công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng 72%, thương mại du lịch tăng gần 16%, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,5%. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của địa phương như cà phê, alumin, rau, hạt điều đều tăng cao. Ngành du lịch tiếp tục phát triển với sự đa dạng của các loại hình sản phẩm và mô hình du lịch, qua đó thu hút lượng khách đến với Đà Lạt Lâm Đồng tăng bình quân 8,42%, trong đó khách quốc tế đạt gần 45%. Thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 15,6%.
tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm sau cao hơn năm trước, phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ về tái cơ cấu ngân sách nhà nước và quản lý nợ công. Trong 3 năm qua, tổng mức đầu tư toàn xã hội hơn 71 tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển vùng đô thị, nông thôn, đảm bảo sản xuất tiêu dùng và nâng cao hoạt động của các khu cụm công nghiệp. 3 năm qua, tỉnh đã đầu tư trên 121 tỷ đồng thực hiện các dự án hợp phần cho vùng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện sản xuất nâng cao đời sống nhân dân và diện mạo vùng dân tộc thiểu số, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,6% vào cuối năm 2015 đến nay còn gần 4%. Riêng hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số từ gần 12% giảm còn 8,56%. Việc phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể, tỉnh xác định đây là lĩnh vực quan trọng theo đúng tinh thần nghị quyết Trung ương năm khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và các cơ sở kinh tế hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 2.536 doanh nghiệp với tổng vốn gần 18.000 tỷ đồng, 272 hợp tác xã, 3 liên hiệp hợp tác xã, tăng 82 hợp tác xã so với năm 2015. Chương trình nông thôn mới có sức lan tỏa, nhiều cách làm mới được hình thành. Đến nay, Lâm Đồng có 76 trên 116 xã, đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 35 xã so với đầu năm 2015. Đơn Dương được chọn thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh tiếp tục thực hiện 12 dự án đầu tư. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, những dự án ngoài ngân sách cũng được tập trung thu hút nhà đầu tư, đồng thời đã nhanh tiến độ để triển khai. Công tác quản lý bảo vệ rừng, môi trường, các lĩnh vực về văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động quyết liệt trong lãnh chỉ đạo các nhiệm vụ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 và nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến tiến bộ, ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu trong mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Công tác dân vận và hoạt động của mặt trận và các đoàn thể được đổi mới từ cách làm cũng như xây dựng mô hình. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, một số chỉ tiêu lĩnh vực của Lâm Đồng vẫn còn những hạn chế. Bên cạnh nêu lên bài học kinh nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận cũng chỉ rõ cụ thể một số nguyên nhân, đồng thời khẳng định những mục tiêu giải pháp quan trọng phải thực hiện. Một số cấp ủy chính quyền chưa tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, việc nghiên cứu chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước chưa sâu, nên việc cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh thì còn chung chung, chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, thậm chí có nơi còn trì trệ. Khả năng nắm bắt và xử lý tình huống phát sinh của một số lãnh đạo ở ngành địa phương thì chưa linh hoạt và chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một số cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở thì cũng còn những hạn chế nhất định, chưa thực sự là hạt nhân chính trị, vai trò người đứng đầu chưa được phát huy. Công tác tham mưu các ban xây dựng Đảng, các sở ngành có lúc có nơi thì còn hạn chế, lúng túng, chưa kịp thời. Việc chấp hành thực hiện các kết luận của cấp trên như thanh tra, kiểm tra, nhất là kết luận sau thanh tra, kiểm toán thì cũng có lúc cũng chưa được nghiêm. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi thì dự báo tiếp tục có nhiều cái khó khăn thách thức. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh thì đạt được nhiều cái kết quả tích cực, là điều kiện, là động lực cho phát triển của cái giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên thì vẫn còn những cái hạn chế tồn tại. Nếu không khắc phục kịp thời sẽ là lực cản cho cái sự phát triển của tỉnh. Trước bối cảnh đó thì đòi hỏi đảng bộ, các cấp chính quyền phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng bằng hoặc cao hơn bình quân 3 năm giai đoạn 2016-2018, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, quyết tâm hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, xây dựng đảng mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra. Để hoàn thành kế hoạch mà nghị quyết đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 đề ra, hội nghị đã chia tổ tập trung thảo luận, đánh giá thành tựu đạt được, tham gia đóng góp vào một số vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đối với ngành nông nghiệp, cần đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng diện tích nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện tốt chuyển giao công nghệ, cần hỗ trợ cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy 4 nội dung chương trình của JICA. Hỗ trợ liên kết trong sản xuất, thúc đẩy hoạt động các hợp tác xã trong nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp xây dựng, trong đó cần ưu tiên phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông. Về phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ, các ý kiến cho rằng cần chú trọng đến chất lượng, đa dạng hóa các dịch vụ mua sắm, ký gửi, tăng cường quản lý các dự án kinh doanh du lịch, tổ chức rà soát đồng bộ quỹ đất biệt thự hiện có.
Về quản lý điều hành ngân sách, cần đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện tốt chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế làm cơ sở cho việc tái cơ cấu ngân sách nhà nước. Tiếp tục đổi mới môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư, cơ chế phân cấp, quản lý thu thuế, đặc biệt là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh vấn đề quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng. Trong đó cần triển khai hiệu quả quyết định 704 của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế đặc thù cho thành phố Đà Lạt. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý bảo vệ rừng, thu hút đầu tư phát triển kinh tế tập thể, các vấn đề về văn hóa xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng được các đại biểu đề cập góp ý. Cũng tại hội nghị, các huyện, thành phố và các ngành đã tập trung tham luận những vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của địa phương và ngành phụ trách, đồng thời đánh giá nguyên nhân hạn chế, đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến khẳng định, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, Lâm Đồng đã đạt được những thành quả khá toàn diện, đặc biệt đời sống nhân dân và diện mạo đô thị, vùng nông thôn được nâng lên. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách tổng thể, một số chỉ tiêu lĩnh vực vẫn còn hạn chế nhất định. Vấn đề này cũng được hội nghị tập trung thảo luận, phân tích và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, trước hết các cấp các ngành phải xác định được lộ trình cụ thể, cần đề cao chủ trương bám sát các nghị quyết của Đảng, cần tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, với quyết tâm cao nhất trong mọi nhiệm vụ. Nhấn mạnh đến ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lâm Đồng, niềm tin mới, phát triển mới, chen lẫn với thách thức cũ và cần có bước đột phá. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cho rằng, Đà Lạt Lâm Đồng hội tụ nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển, nhưng phát triển như thế nào để xứng tầm và phù hợp với đặc thù, điều kiện của địa phương là vấn đề đặc biệt quan tâm cần thực hiện. Bám sát chỉ đạo của Thủ tướng tại cái buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của địa phương của chúng ta, Thủ tướng đưa ra chủ đề Lâm Đồng niềm tin mới, phát triển mới chen lẫn với thách thức cũ và cần phải có một cái bước đột phá mạnh mẽ hơn. Cái đột phá mạnh mẽ hơn là cái nhiệm vụ Thủ tướng giao cho chúng ta, đề nghị với các ông chí như vậy. Vì vậy cần phải đẩy mạnh thực hiện cái đề án tái cơ cấu kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng bằng hoặc là cao hơn mức bình quân chung của 3 năm qua, huy động và sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và phát triển một cách toàn diện, đẩy mạnh xã hội hóa các cái lĩnh vực về văn hóa xã hội, đảm bảo về an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh trật tự xã hội. Về nhiệm vụ giải pháp cụ thể về lĩnh vực kinh tế thì tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Về lĩnh vực nông nghiệp thì xin đặt hàng mấy với các đồng chí tập trung mấy cái vấn đề. Thứ nhất là cần phải quy hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, định hướng để từng bước sắp xếp lại hệ thống nhà kính, nhà lưới. Đồng thời chúng ta phải chuẩn hóa quy trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh để hướng dẫn cho người dân, hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện. Phát động phong trào toàn dân, nhất là doanh nghiệp, hộ nông dân, tiểu thương trong tỉnh, chuyển đổi về bao bì đóng gói nông sản từ túi ni lông sang các cái loại vật liệu thân thiện với môi trường. Cần phải có đề án để thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào cái lĩnh vực nông nghiệp để làm nòng cốt cho việc liên kết tiêu thụ sản phẩm và phải chủ đạo trong cái khâu hình thành được cái chuỗi giá trị và cái hệ thống phân phối về nông sản. Vấn đề thứ ba là khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ nông dân liên kết với các cái doanh nghiệp, với hợp tác xã và hình thành mới các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu hàng năm để chúng ta có thêm là 20-25% cái hộ nông dân liên kết. Vấn đề thứ tư đó là sớm xây dựng và hình thành các trung tâm bảo quản nông sản, chợ đầu mối, sàn giao dịch hoa. Thứ năm đó là chúng ta tiếp tục quảng bá và phát triển về thương hiệu nông sản của chúng ta. Thứ sáu trong cái lĩnh vực nông nghiệp đó là tiếp tục thực hiện tốt cái mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, rồi chú trọng nâng cao chất lượng tiêu chí và chúng ta quyết tâm để mà xây dựng đối với huyện Đơn Dương trở thành một cái huyện nông thôn mới kiểu mẫu và đẩy mạnh cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, ít nhất mỗi huyện là có 1-2 xã
nông thôn mới kiểu mẫu. Song song với lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh đến lĩnh vực quản lý, phát triển du lịch, trong đó đặc biệt khẩn trương tiến hành quy hoạch mở rộng không gian thành phố Đà Lạt, đáp ứng yêu cầu hạ tầng du lịch, thực hiện tốt chủ trương phát triển công nghiệp có chọn lọc, công nghiệp chế biến nông sản, công nghệ cao, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt là những dự án quan trọng, thiết yếu, góp phần thúc đẩy kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách, tăng cường quản lý bảo vệ rừng, khoáng sản, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo cái sự chuyển biến mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn trong các cấp, các ngành, trong toàn thể cán bộ đảng viên, thể hiện một cái quyết tâm để chúng ta đẩy lùi được suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, từ diễn biến, từ bị chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo thực chất trong phân loại đánh giá chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và chất lượng kết nạp đảng viên mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, xác định đây là một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và là một nhiệm vụ có tính chất chiến lược lâu dài. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng và chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần phải có hành động một cách đồng bộ, mạnh mẽ hơn và trong thời gian tới cần phải khắc phục cho được tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức, kiên quyết loại trừ khỏi bộ máy của các cơ quan, đơn vị những cán bộ hư hỏng, thái hóa, biết nhất và xử lý nghiêm các cái vụ việc tham nhũng không có vùng cấm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến khẳng định kết quả nửa nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn đảng bộ, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân trong tỉnh. Trong bối cảnh chung của đất nước và địa phương, với sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, đòi hỏi chúng ta phải nhanh hơn, mạnh hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và cần phải có sự nỗ lực đột phá, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, đến nay, Lâm Đồng đã chính thức triển khai thực hiện đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sáp nhập văn phòng các ban đảng cấp tỉnh về văn phòng tỉnh ủy để phục vụ hoạt động chung. Đây là một bước đổi mới quan trọng nhằm thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã đề ra. Ngày làm việc đầu tiên của Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng, sau khi tất cả các văn phòng của Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy Lâm Đồng như Ban Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo, Nội chính, Ủy ban Kiểm tra được sáp nhập vào để phục vụ hoạt động chung, thay vì mỗi bang có một văn phòng phục vụ như trước đây. Bước đầu thực hiện tuy gặp một số khó khăn nhất định, nhưng nhờ sự đồng thuận cao của các cán bộ đảng viên, nhất là sự quyết tâm lớn của lãnh đạo các ban đảng, việc sáp nhập này đã được tiến hành thuận lợi và suôn sẻ. Trong ngày đầu tiên thì rất là nhiều văn bản đến, văn bản đi là tập trung tại cái đầu mối văn thư duy nhất của tỉnh ủy. Thì nhìn chung là anh em của bộ phận văn thư thì xử lý công việc rất là tốt. Với cái sự năng động của anh em và cái sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo cơ quan văn phòng tỉnh ủy thì cái đề án này chắc chắn là thực hiện sẽ rất hiệu quả. Xác định việc thực hiện đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sáp nhập văn phòng các ban đảng cấp tỉnh về văn phòng tỉnh ủy để phục vụ hoạt động chung là một nhiệm vụ quan trọng, khẩn trương và quyết liệt. Vì vậy, thời gian qua, các ban đảng đã tập trung kiện toàn, tổ chức xây dựng lại bộ máy theo hướng đổi mới và tinh gọn. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, đến cán bộ văn phòng, các ban hiểu và tạo được sự đồng thuận nhất trí cao để thực hiện. Với một cái tinh thần chung là chúng ta sắp xếp tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời là không bỏ sót chức năng nhiệm vụ. Việc chúng ta làm thì có lẽ là việc đầu tiên thì chúng tôi cho rằng là cái công tác tư tưởng rất là quan trọng.
phải tạo cho anh em trong cơ quan một cái sự đồng thuận, một cái sự thống nhất tuyệt đối. Và cái thứ hai nữa là trong cái việc bố trí sắp xếp, để chúng ta bố trí làm sao cho nó khoa học, nó đúng người, đúng việc, với tinh thần là một việc là chỉ giao cho một người và một người chịu trách nhiệm. Và đồng thời chúng tôi cũng có trách nhiệm là chuyển đổi vị trí việc làm đối với những cái vị trí cho tới thời điểm này thì ban tuyên giáo không cần thiết nữa vì đã có văn phòng tỉnh ủy phục vụ chung. Ngay sau khi thực hiện đề án không chỉ giảm các công việc kế toán, văn thư lưu trữ, thu quỹ của các ban đảng, mà tại văn phòng tỉnh ủy cũng giảm được 3 phòng và 13 trưởng phó phòng, với tổng số biên chế hợp đồng lao động sau khi sáp nhập là 58 người. Riêng về tổ chức đảng, nếu trước đây đảng bộ văn phòng có 7 chi bộ với 57 đảng viên, thì nay được bố trí lại còn 4 chi bộ. Do việc sáp nhập được dựa trên nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều chức năng, một người có thể đảm nhận nhiều việc và một việc chỉ giao cho một người hoặc một bộ phận chủ trì chịu trách nhiệm chính, nên văn phòng tỉnh ủy đã đảm bảo được đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả hơn, khắc phục được tình trạng công kênh chồng chéo và nhiều khâu trung gian trong xử lý công việc như trước đây. Trong cái chương trình kế hoạch thì đã xác định rõ về cái nội dung, cái lộ trình và phân công cụ thể cho cả cơ quan, đơn vị từ tỉnh cho đến các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Quá trình xây dựng đề án thì đã được văn phòng chuẩn bị hết sức là công phu, kỹ lưỡng và phát huy dân chủ, tổ chức và tạo điều kiện cho các ban xây dựng đảng là tham gia xây dựng và góp ý cái đề án ngay từ đầu. Vì vậy khi đề án đã hoàn thiện thì tạo được cái sự thống nhất rất cao. Về cơ chế vận hành của văn phòng thì trong đề án yêu cầu là phải đảm bảo nhanh, chính xác, an toàn và đảm bảo cái chế độ bảo mật theo quy định của Đảng và Nhà nước. Làm sao là cái công tác nghiên cứu, chất lượng phục vụ phải tốt hơn so với trước khi sắp xếp lại cái tổ chức bộ máy của văn phòng. Việc lựa chọn văn phòng tỉnh ủy Lâm Đồng làm đơn vị điểm để triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là thể hiện sự gương mẫu đi đầu của cấp ủy. Qua kết quả thực hiện điểm tại văn phòng tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị nhà nước, các khối đoàn thể và các địa phương trong tỉnh sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó nhanh chóng triển khai thực hiện. Ban chấp hành đảng bộ cũng đã xác định cái nhiệm vụ cho cả cơ quan xây dựng đảng là phải gương mẫu, phải đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của đảng, tiếp tục chỉ đạo một cách sát sao, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn phát sinh, chỉ đạo cho từng cái khối. Ủy ban nhân dân tỉnh là chỉ đạo đối với các sở ban ngành, trước mắt là sắp xếp tinh gọn cái bộ máy bên trong của các cơ quan, của các đơn vị. Đối với các huyện và thành phố thì sẽ tiếp tục nghiên cứu để mà triển khai cái việc mà tổ chức bộ máy giúp việc chung cho cái khối mặt trận tổ quốc, các cái đoàn thể, rồi nghiên cứu tổ chức cái văn phòng của cấp ủy, văn phòng của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân để mà phục vụ chung cho cả cái khối quản lý nhà nước. Làm sao trong các cái cơ quan, các cái đơn vị của huyện thì cũng phải được vận hành một cách trôi chảy, nhưng mà trên cái tinh thần là bộ máy tinh gọn, biên chế thì phải giảm được theo cái lộ trình 10% so với cái quy định chung đến năm 2021. Thể hiện sự quyết tâm cao không chỉ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mà còn của các cơ quan đơn vị từ cơ sở, có ý thức trách nhiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, góp phần xây dựng bộ máy thời gian tới theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời hướng đến lộ trình đến năm 2021, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đạt trên 10%. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh Lâm Đồng sau 3 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10 chính là công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng tại các địa phương. Đây là một chương trình mang tính toàn diện, tổng hợp của các chương trình mục tiêu liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó, khoa học công nghệ là một công cụ đắc lực góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà quan trọng hơn hết là trực tiếp phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất của người dân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Đây là hệ thống bếp đun bằng chế phẩm nông nghiệp được Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng chuyển giao cho các hộ dân sản xuất nhỏ tại ba huyện phía Nam.
Còn đây là hệ thống điện năng lượng mặt trời. Trung tâm trang bị cho 30 hộ dân chưa có điện tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện Đức Trọng. Tuy số hộ gia đình được hỗ trợ chưa lớn, nhưng trong năm qua, ngành khoa học và công nghệ Lâm Đồng đã phần nào góp phần vào việc phục vụ đời sống người dân, đặc biệt là người dân tại các vùng khó khăn của tỉnh. Tại vì nào giờ là chỉ thắp đèn dầu thôi. Tối có khi đi làm về tối hù mình chỉ đốt cái đèn dầu leo lét. Mà bây giờ tôi thấy cái ánh sáng nãy giờ thấy trong bụng tôi nó phấn khởi, nó mát mẻ mà nó mừng, nó vui vẻ dữ lắm. Khoa học công nghệ là lĩnh vực luôn đồng hành với sự phát triển của ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn, phương thức chuyển giao khoa học công nghệ đến nông dân được áp dụng phổ biến nhất là tổ chức điều tra mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn để nhân rộng những mô hình này. Đồng thời xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ để người dân học tập làm theo. Đây cũng là con đường ngắn nhất đưa kết quả nghiên cứu từ các cơ sở nghiên cứu đến từng nông hộ. Trung tâm là có các công nghệ về từ sản xuất giống cho tới là sản xuất bịch phôi và các công nghệ nuôi trồng đã khép kín. Thì chúng tôi là chuyển giao công nghệ cho người dân. Và đối với các doanh nghiệp lớn thì là chuyển giao từ là cái khâu là sản xuất bịch phôi do trung tâm là cung cấp giống. Đối với các hộ dân, gia đình thì chúng tôi sẽ chuyển giao cái bịch phôi. Người nông dân chỉ về là chúng tôi hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, đã tạo một chuyển biến lớn trong việc tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, phục vụ tốt cho nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài nước. Chúng ta có một cái lợi thuận lợi, đó là chúng ta có các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu đến từ các viện trường trung ương đóng trên địa bàn, và thể kể đến như Viện Sinh học, Viện Khoa học Tây Nguyên, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu Hạt nhân, các trường đại học Đà Lạt, trường đại học Dược Sinh, các hệ thống các trường cao đẳng. Thì phải nói sự đóng góp của các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ các viện trường này cũng đã kết nối vào phục vụ cho vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ ba là chúng ta có một cái hệ thống các cơ quan, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trung tâm ứng dụng tiến bộ giống cây trồng vật nuôi của ngành nông nghiệp, thì chúng ta cũng đã đẩy mạnh được cái vấn đề cái gắn kết cái kết quả nghiên cứu chuyển giao để mà ứng dụng thực tế vào trong sản xuất. Thực tế đã chứng minh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Để góp phần thực hiện thành công chương trình, cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Trong đó, khoa học và công nghệ cũng đóng góp một phần quan trọng làm nên thành công của chương trình, từng bước làm thay đổi diện mạo cũng như phương thức tổ chức sản xuất của người dân theo hướng hiệu quả, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần tin trong nước và quốc tế. Cần ứng dụng công nghệ mới trong kiểm định an toàn đập. Huấn luyện robot các kỹ năng thao tác tương tự con người bằng trí tuệ nhân tạo. Ngành dệt may năm 2018 có nhiều triển vọng phát triển vượt trội nếu thực hiện các chiến lược một cách bài bản và đúng hướng. Đây là dự báo được đưa ra tại hội thảo Tình hình sản xuất kinh doanh ngành dệt may 6 tháng đầu năm diễn ra tại Hà Nội. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 16,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng xuất khẩu nửa đầu năm 2018 đánh dấu mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây của ngành dệt may. Các hiệp định thương mại tự do FTA mang đến nhiều cơ hội cho ngành dệt may, doanh nghiệp trong ngành được tiếp cận tới nhiều thị trường, tăng trưởng xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, doanh nghiệp hiện đang đối mặt với thách thức về hàng rào kỹ thuật và quy trình xuất xứ sản phẩm. Phí logistics cũng là điểm hạn chế tại Việt Nam. Đặc biệt là chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác là tăng cường cái năng suất, chất lượng của các sản phẩm của nhà máy. Hiện những diễn biến mới từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung theo hướng có lợi cho hàng hóa Việt Nam, xuất khẩu hàng dệt may có thể đạt 18,5 tỷ đô la Mỹ, nâng kim ngạch xuất khẩu cả năm lên 35 tỷ đô la Mỹ, vượt 1 tỷ đô la Mỹ so với kế hoạch. Mưa cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, khiến cho lưu lượng nước về các hồ chứa cũng tăng nhanh và vượt ngoài khả năng tính toán dự báo. Thực tế này đòi hỏi phải áp dụng các tiến bộ khoa học mới vào kiểm định an toàn đập. Đây là thông tin tại hội thảo về công nghệ tiên tiến phục vụ kiểm tra an toàn đập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tại Hà Nội.
Cả nước hiện có gần 7.000 hồ đập, bao gồm cả đập thủy lợi và thủy điện. Trong vòng 10 năm gần đây, chính phủ đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp gần 700 hồ đập lớn nhỏ. Tuy nhiên, để đánh giá những rủi ro tiềm ẩn thì công tác khám chữa, kiểm định mức độ an toàn đập phải được đặt ra thường xuyên, kể cả những hồ đập lớn. Gần đây chúng ta vẫn nói về hồ đập nhỏ, vì nói là hồ đập lớn an toàn rồi. Nhưng cái ấy nói là an toàn ở mức độ là chúng ta sửa chữa, chúng ta nâng cấp, chúng ta nâng cao cái khả năng thoát nước, mở rộng tràn. Nhưng mà những diễn biến, những hiểm họa thì luôn luôn phải chú ý, vì chúng ta cũng không thể nói một cách chủ quan được. Cho nên là sau hội thảo này thì chúng tôi kiến nghị là các cơ quan như là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, các chủ đập, các địa phương cũng phải từng bước áp dụng các tiến bộ công nghệ trong an toàn đập. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh diễn biến mưa lũ ngày càng cực đoan, việc giám sát vận hành hồ chứa dựa trên những dữ liệu cũ đã không còn phù hợp, tức là công tác tính toán, dự báo cần phải dựa vào những công nghệ tiên tiến hiện đại mới được cập nhật, như công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh, các thiết bị đo và truyền số liệu tiên tiến dựa vào kỹ thuật số. Tại hội thảo này, các chuyên gia đến từ Pháp đã giới thiệu về công nghệ đánh giá ẩn họa trong thân đập và hệ thống đê điều, công nghệ kiểm tra, khảo sát địa chất và các lỗ rỗng công trình có thể áp dụng tại Việt Nam để nâng cao năng lực đảm bảo an toàn đập. Trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI, đã trở thành khái niệm quen thuộc và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Một công trình thử nghiệm mới đây còn cho thấy công nghệ này có thể được phát triển để huấn luyện robot các kỹ năng thao tác tương tự con người. Đây là cánh tay robot có tên gọi Shadow Dextrous Hand. Khả năng đặc biệt của robot là có thể xoay hình khối 6 mặt theo yêu cầu và học các thao tác mới trong thời gian ngắn. Đối với con người, các thao tác này không quá phức tạp nhưng với một robot, cho đến nay vẫn là một thách thức. Theo các nhà khoa học trên thế giới, cả trong thế giới động vật và robot, không có gì khéo léo và linh hoạt như bàn tay của con người. Những cánh tay robot đã được chế tạo và sử dụng trong nhiều lĩnh vực nhưng thường được lập trình sẵn và chỉ có khả năng thực hiện một số thao tác nhất định. Đối với Shadow Dextrous Hand, các kỹ sư thuộc tổ chức phi lợi nhuận OpenAI do nhà sáng chế nổi tiếng người Mỹ Elon Musk thành lập, sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo có tên gọi Dartin để huấn luyện, sử dụng một thuật toán đặc biệt cùng với các camera quan sát và hệ thống mô phỏng hình khối, trọng lượng và các yếu tố tương tự ngoài đời thực. Dartin học hỏi nhanh hơn và trở nên khéo léo hơn. Đây được coi là giới hạn mới đối với khả năng của một cánh tay robot. Tuy nhiên, giới nghiên cứu cho rằng hiện vẫn còn nhiều thách thức bởi thử nghiệm của OpenAI mới chỉ giới hạn trong một số nhiệm vụ nhất định. Mặc dù vậy, Dartin cho thấy con người có thể giúp máy móc rút ngắn quá trình học hỏi thông qua quá trình thử nghiệm và sai có thể hàng trăm năm. Trận lũ lịch sử tại Nhật Bản vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người cũng như các thiết bị công nghệ. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân Nhật Bản, hãng công nghệ Apple thông báo công ty này sẽ sửa chữa miễn phí các sản phẩm của hãng như iPhone, Mac, iPad và iPod bị hư hại trực tiếp do lũ lụt tại Nhật Bản tới hết tháng 9 năm 2018. Theo đó, Apple cho biết công ty sẽ cố gắng sửa chữa bất kỳ sản phẩm bị hư hỏng nào, bao gồm cả chuyển phát nhanh và lỗi ngâm nước vốn không nằm trong chính sách được bảo hành. Khách hàng có thể liên hệ đường dây của Apple Support để được hỗ trợ. Chương trình sẽ không được thực hiện thông qua dịch vụ trực tuyến. Hầu như tất cả các dòng sản phẩm chính của Apple đều đủ điều kiện, trong khi các phụ kiện sẽ không nằm trong danh sách hỗ trợ. Lũ lụt, động đất và bão lớn đã liên tục quét qua các tỉnh miền Đông và Tây Nhật Bản, khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây tổn thất nặng nề về kinh tế. Với những đợt nắng nóng như vừa qua, tấm biển nghỉ mát dường như vẫn chưa đủ với người dân Hàn Quốc. Bởi vậy, nhiều người đã chọn du lịch khám phá hang đá, nơi có nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, hay lên những vùng núi mát mẻ, nơi có độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất mùa hè này tại Hàn Quốc đó là Gangwon, nằm ở tỉnh Gangwon-do. Nhờ không khí trong hang luôn mát mẻ và nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, nên lượng khách đến đây tham quan trong mùa hè năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái. Một địa điểm khác là Anbedeki ở Gangneung. Ngôi làng này nằm trên vùng núi với độ cao 10.000 mét so với mực nước biển. Bởi vậy, du khách khi đến đây luôn cảm nhận được những luồng gió mát thổi bay cả cái nóng oi ả của mùa hè. Buổi tối ở đây cũng rất lý tưởng để ngắm bầu trời đầy sao. Trong những ngày tới, nhiệt độ ở Hàn Quốc có thể sẽ vẫn tăng cao. Tuy nhiên, những cách hạ nhiệt như thế này là rất lý tưởng để đánh bay cái nắng mùa hè. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, ngành giáo dục Lâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học.
góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận trở thành thành phố thông minh. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc chú trọng đầu tư phát triển những tiềm lực về kinh tế, thì yếu tố phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời đại là một trong những nội dung được tỉnh Lâm Đồng chú trọng. Thời gian qua, ngành giáo dục Lâm Đồng đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận trở thành thành phố thông minh. Để đạt được mục tiêu trên, đến thời điểm này, ngành giáo dục Lâm Đồng cùng với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh đã ký kết các chương trình hỗ trợ về hệ thống đường truyền, kết nối băng thông rộng và các chính sách ưu đãi cho học sinh. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Đối với các trường từ mầm non đến trung học phổ thông trong tỉnh, trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của ngành giáo dục, nên hệ thống Internet với đường truyền kết nối băng thông rộng được phủ kín. Do vậy, đã giúp giáo viên ở vùng sâu vùng xa dễ dàng truy cập thông tin, soạn giáo án, cũng như tiếp nhận các văn bản của ngành giáo dục một cách nhanh chóng. Chính điều này đã rút ngắn khoảng cách giữa vùng thành thị với vùng nông thôn. Bản thân tôi là giáo viên tiếng Anh lâu năm, thì tôi phải thường xuyên tham gia các khóa học và trực tuyến. Ngoài ra thì Sở Giáo dục Lâm Đồng có tổ chức cái chương trình, có cái trang web là Trường học kết nối, thì tôi thường xuyên lên đó để trao đổi kinh nghiệm với lại các giáo viên của trường khác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học thuận lợi do hạ tầng cơ sở, các thiết bị cần thiết được trang bị tương đối đầy đủ. Hiện 100% các trường, trung học cơ sở, trung học phổ thông dân tộc nội trú có ít nhất một phòng máy vi tính được kết nối mạng Internet và cơ bản đã trang bị được phương tiện trình chiếu phục vụ việc giảng dạy bằng giáo án điện tử. Đối với học sinh, được học tập bằng các phương pháp dạy học tích cực giúp các em tiếp cận kiến thức tốt hơn, sinh động và cuốn hút với môn học. Từ năm 2007, Sở Dục Đào tạo Lâm Đồng đã ưu tiên phát triển hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến như quản lý trường học, hệ thống văn phòng điện tử, phần mềm quản lý một cửa phục vụ việc cải cách hành chính, quản lý tài chính, nhân sự, thiết bị, cơ sở vật chất, thư viện, khảo thí, văn bằng, v.v. Nhờ đó, công tác quản lý điều hành từ sở, phòng và cấp trường đã từng bước số hóa, tin học hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển trong lĩnh vực giáo dục. Ngành giáo dục Lâm Đồng đã hợp tác cùng chương trình giáo dục của Intel từ năm 2006, xây dựng chương trình tài liệu bồi dưỡng chuẩn kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin. Đến nay có 97,6% giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã qua các khóa tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo chương trình giáo dục của Intel. Chúng tôi cũng rất mong muốn sẽ nhận được cái sự đồng thuận cũng như sự hỗ trợ từ nhân dân, từ các cái đơn vị cũng như các cái doanh nghiệp để cùng với ngành sẽ có được những ngôi trường ngày một khang trang hơn và đáp ứng đầy đủ hơn cái nhu cầu cũng như cái yêu cầu về học tập, đặc biệt là yêu cầu về cái đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong cái thời gian tới. Để thực hiện giải pháp nêu trên, vừa qua, Sở Dục Đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về công nghệ thông tin viễn thông với Viettel Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020. Viettel sẽ xây dựng và triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử tập trung đến các đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh, đảm bảo cho việc liên thông, kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin từ các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành. 800 cái đường truyền cáp quang cho các cái cơ sở giáo dục của toàn ngành giáo dục của tỉnh nhà, thì riêng cái đầu tư ban đầu là cỡ khoảng 1.3 tỷ, và cước kết nối hàng tháng là trong 4 năm là khoảng 13 tỷ. Thì cũng đã góp phần mà đưa cái Internet đến tất cả các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa. Như vậy, để góp phần xây dựng thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2017-2022, ngành giáo dục Lâm Đồng đang tích cực nâng cao chất lượng về công tác dạy và học, cũng như đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tại địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.